ba vị hòa thượng đó có ba cái bút hiệu về Liên Tôn. Hòa thượng Trí Tịnh bút hiệu là Liên Du, tức là lấy cái chữ Liên, Liên Tôn. Hòa thượng Bửu Huệ, Hòa thượng Bửu Lai, ba vị đó, Liên Tôn, Liên Du, Liên Hạnh và Liên Hải, ba vị. Thì khi Hòa thượng Bửu Lai dạy Kinh Di Đà, mà bây giờ chúng ta hàng đêm chúng ta đọc, đó là Hòa thượng Bửu Lai dạy tôi. Thì tôi học cái Kinh Di Đà đó, có một cái điểm mà Hòa thượng nhấn mạnh nè, mấy chú phải để ý cái đoạn kinh này, bởi vì cái đoạn kinh này là ách yếu của Kinh Di Đà. Mà các chú mà không có nắm vững đó, cái đoạn này thì sau này đối với cái tôn Tịnh Độ này mình chưa có nắm vững vàng. Thì thưa quý vị, tôi đã có cái niềm tin với cái pháp môn Tịnh Độ rồi, là cái nhân duyên thù thắng mà lúc tôi đi hộ niệm cho cái bà Phật tử là ban bảo trợ của Phật Học Đường. Thì tôi mới chăm chú cái đoạn kinh này. Thì tôi đọc lại cái đoạn đó để quý vị nghe. Lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh. Lâm mạng, nói cho đủ tức là lâm mạng chung thời, mình nói tắt là lâm chung. Cho nên trong cái đoạn kinh đó, lâm mạng chung thời. Lâm mạng tức là còn hấp hối, tức là cái hơi thở còn. Cái giờ phút mà cái người bệnh nằm trên giường hấp hối đó, thở thoi thóp, để gọi là lâm mạng. Còn chung thời tức là dứt hơi thở, ta gọi là chết. Mình rờ trên cái ngực là cái trái tim không còn nhảy nữa thì gọi là chung thời. Như vậy hai cái thời gian này, lâm mạng và chung thời, nó có hai cái điểm đặc biệt. Ví dụ như cái hành giả niệm Phật lúc sanh tiền, bây giờ quý vị đi niệm Phật đó, rồi tháng này thì đi cái đạo tràng này, tháng sau đi cái đạo tràng kia. Còn những cái thời gian mà không có đi đạo tràng thì ở nhà mình niệm. Có nhiều vị Phật tử tinh tấn lắm, tức là xong ở Hoằng Pháp rồi thì chạy về Quê Lâm, Quê Lâm xong rồi chạy về dưới Liên Hoa Cần Đước. Tôi đi giảng tôi gặp mấy gì đó gặp hoài à, cũng tinh tấn lắm. Đó là cái nhân niệm Phật. Thì lúc mà hấp hối ở trên giường bệnh á, là cái người bệnh đó họ thấy, họ thấy cái hiện tượng có thánh chúng, có hoa sen, có người đến tiếp dẫn. Mà nhất là họ thấy cái hoa sen, bởi vì họ niệm thì ở ao thất bảo cái ngó sen đó nó thành tựu và nó ghi cái tên của cái người niệm Phật ở trong cái ngó sen đó. Tôi giảng cái bài ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo đó, quý vị nghe lại cho nó kỹ chỗ đó. Niệm Phật thì được ghi tên ở trong ao thất bảo, bởi vì
cái thai của người niệm Phật đó, nó không phải cái thai của người phàm phu ở trong bụng mẹ là cái ngó sen. Cái thai của người niệm Phật là cái ngó sen. Hãy mình khởi, mình dụng công niệm Phật, tức là cái ao thất bảo, trong ao thất bảo đó có cái ngó sen đó, nó thành tựu. Mà cái tên của cái người niệm Phật đó đã có trong cái ngó sen đó rồi. Thì khi cái ngó sen đó nó thành cái trái, rồi nó thành cái búp sen, rồi nó thành cái hoa sen đó. Chứ không phải là cái thai mà giống như cái người thường của mình là ở trong bụng mẹ, không phải. Ta gọi là thánh thai, là cái hoa sen. Mà cái hoa sen đó là do cái công đức niệm Phật của chúng sinh ở cõi Ta Bà này, hay là tất cả các quốc độ khác, chứ không phải tự nhiên. Tức là chúng ta nói theo đạo Phật là phải có nhân có quả, chứ còn nói tự nhiên là không phải là giáo lý của Phật. Mà chúng ta tin như vậy đó, nó không phải là chánh tín tự nhiên. Thế thì cái người hấp hối trên giường bệnh đó, họ thấy hoa sen, và họ thấy những cái việc làm của họ ở trong lúc sanh tiền đó, như là cái cuồng phim nó quay lại minh minh bạch bạch, rõ ràng, không có thiếu sót cái gì hết. Còn nếu như cái người đó họ tạo cái nhân ngũ nghịch thập ác, thì bây giờ cũng ở trên cái giường bệnh, cái giờ hấp hối đó, họ thấy cái cảnh tượng nó quay lại rất là hãi hùng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chứ không thấy thánh chúng, không thấy ao liên trì, không thấy hoa sen đâu. Bị nhân quả mà. Cho nên mình đi hộ niệm, thường thường đi hộ niệm, mình thấy cái người mà gần chết đó, họ có cái hiện tượng ghê tới sợ lắm. Ban đêm đó họ dậy họ hét. Lúc mà tôi dạy ở Tổng Lâm, có cái một tăng sinh ở Biên Hòa, mà cô ruột của cái chú tăng sinh này bệnh, chú mới thưa với tôi lên trên đó để sám hối cho bà cô, nghiệp chướng được tiêu trừ, chứ bà bệnh lạ quá. Thì tôi mới mời thêm mấy vị tăng sinh nữa lên Biên Hòa. Thì quý vị biết rằng tôi vô trong cái nhà đầu tiên, tôi thấy tôi rùng mình. Nhà thì nghèo, cái vách làm bằng phên tre, mà cái giường của cô nằm thì cách cái vách đó khoảng chừng 5 tấc, bởi vì mình đi mà nó không thông thả thì không có rộng lắm. Thế thì cô nằm ở đó mà khuya cô ho một tiếng đó, thì một cục máu đó, khạc ra nó dính ở trong cái phên tre, mà tôi đếm không biết bao nhiêu dấu hết mà không chết. Ở đằng đầu giường nó lấy một cái bồn bằng đất nung, rồi lấy cái tấm thớt, rồi để cái dao cắm vô. Nội thấy nhiều đó thì quý vị thấy là da gà, da gì cũng nổi hết trơn, sợ quá. Thì chú mới nói rằng cô con một đêm đó là giết 40 con heo, mà cô mới có 40 tuổi, không có lớn lắm. Mà nằm cái bộ xương đó, nó sát ở dưới giường, tức là không còn có xương không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng làm sao mà cứ ho mà khạc ra một lần là một cục máu bằng ngón tay cái về dính ở trong cái phên tre đó vậy. Mà tôi đếm không có đếm được cái dấu nhiều đâu. Thế thì tôi với mấy tăng sinh mới khai từ bi sám pháp đạo tràng, rồi đọc, rồi chỗ nào lạy thì lạy, đại khái vậy. Cái chú tăng sinh đó là cháu ruột của cái cô đó.